back again. Chào các bạn, hôm nay mình làm video này chia sẻ đến các bạn là sử dụng phần mềm CorelDRAW X7 thì để vào những bài chia sẻ của mình thì mình xin giới thiệu là sơ lược về phần mềm CorelDRAW về những năm phát triển và đến bây giờ phát triển như thế nào. Thì CorelDRAW cũng đã từng nghe, thì CorelDRAW là gì? CorelDRAW là một phần mềm thiết kế đồ họa sử dụng Vector được phát triển bởi tập đoàn công nghệ Corel ở Canada và ra mắt đầu năm 1989 cùng với các phần mềm đồ họa và nền tảng đầu tiên cho Windows. CorelDRAW đã thay đổi cho mọi người thể hiện và chia sẻ những ý tưởng tuyệt vời, và những người sử dụng đã bắt đầu tin tưởng sử dụng CorelDRAW từ đó. Với chức năng vẽ chính xác và tốc độ vượt trội trong việc thực hiện những sản phẩm trực quan, CorelDRAW ngày càng được ưa chuộng trong việc thiết kế tài liệu và ấn phẩm báo cáo thuộc các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, v.v. Bên cạnh đó, với việc ưu thế dung lượng nhẹ và dễ dàng chạy trên các máy tính và có cấu hình vừa phải, dễ dàng tìm kiếm các file cài đặt miễn phí ở trên mạng, CorelDRAW được đánh giá là lựa chọn tuyệt vời cho những người làm việc không chuyên về thiết kế. Nếu là một nhà thiết kế không chuyên, đơn giản những kỹ năng và kỹ thuật thiết kế đồ họa chỉ nhằm để tối đa hóa hiệu quả của công việc, việc học một khóa học sử dụng CorelDRAW là lựa chọn tối ưu cho bạn. Và khóa học nhà thiết kế với CorelDRAW sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức, kỹ năng và thao tác căn bản nhất có thể sử dụng CorelDRAW nhanh chóng, phục vụ cho những mục đích khác nhau trong công việc, hoặc có thể tự thiết kế riêng cho mình những sản phẩm riêng đặc biệt như logo, card visit, thiệp mời, poster, bản vẽ thời trang, v.v. Thì đó là một phần mà mình chia sẻ đến các bạn về công cụ CorelDRAW và lợi ích của nó như thế nào. Thì mời các bạn hãy theo dõi những video tiếp theo của mình chia sẻ kiến thức căn bản và nâng cao trong thời gian tới. Thì video hôm nay mình chia sẻ đến đây là hết. Và nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và hãy nhớ đăng ký like, subscribe trên kênh của mình và để nhận được những chia sẻ mới nhất mà mình chia sẻ đến các bạn. Xin trân trọng chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong buổi chia sẻ tiếp theo. Thân ái, chào các bạn.